Hoan hỷ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thần tài ban lộc, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu có tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Từ tuổi 55 trở đi, số trời định sẵn, chắc chắn giàu sang, tiền vàng chật két, càng già càng giàu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, trong cuộc sống này bất cứ ai cũng sẽ có những lúc thăng trầm. Nó như một cơn sóng thủy triều lúc cao lúc thấp, ai cũng từng chán nản, thậm chí muốn buông xuôi tất cả, đau đầu vì quá nhiều vấn đề bất luận. Với một cá thể nào, chỉ cần nằm trong guồng quay kiếp nhân sinh thì đều đang tiến về phía trước theo con đường xoắn ốc, nhưng sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ. Nếu bản thân kiểm soát được cuộc sống hoặc cuộc sống kiểm soát lại chính mình, mà người khôn ngoan ắt hiểu rằng vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh, lúc suy, lúc dưỡng, lúc phát. Nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội vào những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn sẽ mang về chiến lợi phẩm bất ngờ. Trong cuộc sống, ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Nếu như không quá giàu có, sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan, sầu muộn. Tử vi học có nói, trong cuộc đời, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được tận hưởng những điều tốt đẹp, có người ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng xe sang, có người hầu kẻ hạ, nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, chắc chiêu từng đồng một. Ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn, không biết bao giờ mới khấm khá hơn. Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chăm chút từ những điều nhỏ nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra được. Ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên. Mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Mới đây nhất, các nhà tiên tri giải mã bí ẩn và tiết lộ rằng, từ 55 tuổi trở đi, con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là con giáp khổ tận cam lai. Trước đây khó khăn, vất vả bao nhiêu thì tới 55 tuổi trở đi sẽ được sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, vừa nhàn hạ trăm bề, phúc đức đầy tay, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Vậy, để biết được vận trình cụ thể về tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 diễn biến ra sao, vận may từng năm là gì, bản thân cần phải làm gì để nắm bắt được cơ may trời ban và tránh xa xui xẻo đeo bám, thì ngay bây giờ hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết nhé. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Vì thế, họ thường được hưởng nhiều phước lành. Đi đến đâu, làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ tận tình. Có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số. Ngay từ khi mới sinh ra về sau, họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi có trí lớn và luôn lạc quan, nếu được giao tốt tương trợ trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có chốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người,
tuy mọi việc tương đối thuận lợi, nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận. Họ là những người không câu nệ, hình thức người tuổi Tân Hợi, tính tình tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, luôn dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Họ sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ, vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Người tuổi Tân Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người Tân Hợi an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng họ mới phản kháng. Nhưng họ chẳng bao giờ để bụng và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét nhất phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng. Họ khoan dung, độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác. Vì vậy, Tân Hợi luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người trong suốt cuộc đời. Họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Tân Hợi luôn muốn giúp đỡ, tương trợ khi bạn gặp khó khăn. Dù cho đó sai lầm của bạn thì người tuổi Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ, mà sẽ dốc sức giúp đỡ. Tuổi Tân Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Tuổi Tân Hợi không thích mê hoặc và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người, càng không nói năng ngọt ngào, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Tuổi Tân Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp mọi người vui vẻ, có thể thay người khác đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ, vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì, ngược lại, có khi còn vì quá thành thật trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của tuổi Tân Hợi sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay mà đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đặc biệt, đôi khi Tân Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội nên có thể dẫn đến thất bại. Tuổi Tân Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Tân Hợi thích tự lực cánh sinh, nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Tân Hợi mệnh kim là những người sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Trong một số trường hợp, tuổi Tân Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán, tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, Tân Hợi sẽ tự mình giải quyết. Đối mặt với gian nan, thử thách, họ không trông cậy, cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp Tân Hợi có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống lại gặp quá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như tài chính. Thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng, an nhàn. Tổng kết cuộc đời, nữ mệnh Tân Hợi phải bôn ba, vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, thế nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên, được hưởng nhiều phú quý. Tuổi thọ của nữ mệnh Tân Hợi dao động trong khoảng từ 72 tuổi cho đến 88 tuổi. Ăn ở có tâm, tích nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ.
Nam mệnh tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định đầy đủ. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý, là người sống lương thiện, nhân hậu. Bởi vậy nam mệnh tuổi Tân Hợi có tuổi thọ trung bình cao, từ 85 đến 95 tuổi. Trong cuộc sống họ được mọi người người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, ra tay giúp đỡ. Tiếp theo sẽ là phần luận giải về vận trình tử vi chi tiết các phương diện chính của cuộc sống của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 từ 55 tuổi trở đi, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 từ 55 tuổi trở đi. Tân Hợi có tinh thần ham học hỏi, sống độc lập và giàu lòng nhân ái, họ thân thiện, cởi mở, cũng trung thực và là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè. Trong công việc họ thể hiện mình là người có óc tư duy, có tinh thần sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, tư tưởng tiến bộ, nhạy bén với thời cuộc. Tân Hợi rất giỏi quan sát, biết lúc nào nên tiến và khi nào nên lùi, linh hoạt, ứng biến, không ngại thay đổi. Họ làm việc tập trung cao độ, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng là sẽ sẵn sàng san phẳng mọi trở ngại để tiến tới đích. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại, dễ nản lòng, rối trí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận. Thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân, hãy nên vững lòng bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, đừng quá bảo thủ. Khi có vấn đề, điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết, khắc phục hậu quả tốt nhất. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi hợp làm ăn. Nếu như chọn được đối tác làm ăn hợp tuổi thì sẽ khiến công việc ngày càng thuận lợi và phát triển. Gặp nhiều may mắn về vấn đề tiền bạc, nữ mệnh Tân Hợi nên hợp tác với các tuổi như Tân Hợi, Nhâm Tý và Đinh Tỵ. Tuổi Đại Kỵ cần tránh hợp tác làm ăn với các tuổi như Quý Sửu, Kỷ Mùi, Canh Thân, Ất Mão và Đinh Mùi, vì những tuổi này sẽ đem lại nhiều sự rắc rối, không may mắn. Nam mệnh tuổi Tân Hợi hợp làm ăn. Chọn tuổi làm ăn phù hợp cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công cho mỗi con người. Nam mệnh Tân Hợi nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Nhâm Tý, Ất Mão, điều đó sẽ giúp công việc được thuận lợi, may mắn và phát triển hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Theo tử vi trọn đời, để làm ăn thuận lợi, phát đạt hơn, Tân Hợi nên chọn giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn để xuất hành. Nếu muốn thành công thì cần phải thận trọng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, không nên dựa vào cảm tính. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ 55 tuổi trở đi. Kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều tài lộc dượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc dượng mà chẳng tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền tiết kiệm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho không giữ được tiền, vận các tường lưu niên, giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng. Cũng có vai trò rất quan trọng, không cần biết đường tài lộc của bản mệnh sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm dưỡng phát ít phá tài. Tân Hợi có vấn trình tài lộc hanh thông, là con giáp tiền tài dưỡng phát nhất trong số 12 con giáp, chỉ cần nỗ lực nắm bắt cơ hội. Chăm chỉ, cần cù làm việc thì tài lộc không mời mà tự tới, cuộc sống sung túc, an nhàn cho tới cuối đời. Tài lộc của Tân Hợi không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, là công sức khổ cực của họ làm ra, nếu theo nghiệp kinh doanh. Khi kết giao bạn bè nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, nên kiên nhẫn, bình tĩnh, không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lùi làm tiến. Vốn là người ngay thẳng, trọng chữ tín, nên đôi khi quên mất việc phải đề phòng người khác, mà luôn đặt chọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ thương trường là chiến trường, trên thương trường không có tri âm, tri kỷ, càng không có anh em, bạn bè. Tân Hợi hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân, nên không bao giờ tiêu xài quan phí. Họ hiếm khi nổi hứng mua sắm, tiêu tiền vào những thứ không đâu. Tiền của làm ra được họ dùng để tiết kiệm qua việc nhịn ăn, nhịn mặc, để tiền bạc nhiều thêm. Đó là niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Bản thân mệnh Tân Hợi đã có số dượng tài. Đặc biệt từ 55 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ,
hãy cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc không lo thiếu tiền xài. Muốn có mạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công sức cho một việc thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng cũng lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí. Cũng có thời điểm Tân Hợi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ 55 tuổi trở đi. Nam mệnh tuổi Tân Hợi về chuyện tình duyên. Tân Hợi sinh tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch có thể phải trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm cho mình một nửa phù hợp. Tình yêu vĩnh cửu bắt nguồn từ sự cảm thông, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, Tân Hợi cần phải biết cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với người bạn đời của mình. Tân Hợi sinh tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng. Điều quan trọng là cần phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài, hòa thuận. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch có đường tình duyên gặp nhiều may mắn. Sớm tìm được ý chung nhân trong cuộc đời mình, sớm xây dựng gia đình và có cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, hạnh phúc. Nữ mệnh Tân Hợi về chuyện tình duyên. Người sinh vào tháng 1 âm lịch sẽ gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, cuộc sống hôn nhân ưu phiền nhiều và lo lắng. Tuy nhiên, nếu biết dành thời gian hơn cho gia đình thì cuộc sống sẽ khác. Người sinh vào tháng 2, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch, đây là những người trong tình duyên, trải qua nhiều vất vả khó khăn mới có hạnh phúc như ý muốn. Người sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 8 và tháng 12 âm lịch, con đường tình duyên sẽ rất hạnh phúc và tốt đẹp, tìm được đối tượng xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc gia đình trọn vẹn nhiều niềm vui. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ 55 tuổi trở đi. Tân Hợi thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày, vậy nên hãy chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, tăng cường thể lực, cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo sẽ là phần luận giải về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, cụ thể như sau. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân. Người này thông minh mà hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng, nể gì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Người này có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước, biết sau, tính già, yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác. Dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm, phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người. Nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng. Họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Trập, người này đa phần dễ làm nên thành công gian dội, địa linh nhân kiệt. Bản mệnh hấp thụ tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Người này có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng tao nhã, không hề thô tục. Đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu. Họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người này sức khỏe cực kỳ tốt,
có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, tính tình thẳng thắn, cương trực. Song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Người này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy dạy ngược xuôi, nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình. Họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với thiết lập hạ, những chú heo sinh vào tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch, có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều, may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, người này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng, chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện, bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề tâm thế. Đoan trang, không phiền, không loạn, khi khó khăn sẽ được quý nhân giúp đỡ, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu, từ tấm bé người này vốn được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng với tiết mang trùng, người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công. Nhờ thế, người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại trần trừ, có gan nghĩ nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn, về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận. Cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả, trung vận phải dựa vào sức mình vượt khó khăn để có được điều mình muốn. Cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến tốt, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch trùng với tiết tiểu thử, người này học sâu, hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có trí tiến thủ, họa phúc vô thường, vận mệnh thăng trầm khó định. Người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc. Họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp thì người này nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công. Nếu sống thờ ơ, không có trí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp, cuộc sống khá vất vả, tới năm tháng tuổi già mới được an nhàn. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết lập thu, người này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn, áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người khác, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình, cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền, có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của người này khá bình yên, họ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song cũng cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự phải bàn bạc, thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm và từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, người này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết bạch lộ, người này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, tiêu dao với đời, sự nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa, phú quý,
cuộc đời người này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thong dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt. Vì thế, chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông, người này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có quý nhân kề bên, hậu vận cực thịnh. Nói vậy nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ. Chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, dù là trong chuyện học tập hay trong công việc, thì người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên, vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời của người này hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ, chẳng chút u sầu, vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo anh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, còn gọi là tháng Cửu Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn, người này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, khó khăn không nhiều, cát ít, dễ bị tổn thọ. Cuộc đời của người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người. Bản mệnh hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, đừng dội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau đây sẽ là vận trình lưu niên của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 qua các năm âm lịch. Tử vi của tuổi Tân Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Tân Hợi cho thấy bản mệnh vướng vận họa kiếp tài trong năm Tý, vì thế mà chuyện làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, mưu sự gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nhờ có sự cứu trợ của các tinh thái dương, bản mệnh chỉ cần cố gắng làm việc thì ắt tìm ra phương hướng giải quyết. Phương diện tình duyên không khả quan, đào hoa cái xuất hiện, song đa phần là đào hoa xấu. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Sửu. Năm Sửu đem tới cơ hội chuyển vận cho con đường làm ăn của bản mệnh, có nhiều yếu tố thuận lợi, dù làm trong lĩnh vực gì cũng có khả năng kiếm tiền về đầy túi. Giữa năm có kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại, song không phải vấn đề gì lớn, năm nay chỉ cần hành thiện tích đức thì có thể đạt được mọi điều mà mình mong muốn. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Dần cho thấy bản mệnh có thể sẽ gặp nhiều sự cố bất ngờ, các kế hoạch đặt ra cũng không thuận lợi được như dự kiến. Tuy nhiên, chỉ cần không đầu hàng khó khăn thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến, thậm chí có người biến thách thức thành cơ hội, khẳng định bản thân. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Mão cho thấy bản mệnh có khả năng chuyển họa thành phúc, tiền bạc đổ về túi ào ào không hết, giữa năm còn có cơ hội thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, cuối năm có kẻ tiểu nhân tác oai tác quái, hành sự không còn thuận lợi như trước, bản mệnh cần thận trọng kẻo công lao đổ sông, đổ bể. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Thìn. Trong năm được chính quan soi chiếu, con đường sự nghiệp của bản mệnh vô cùng rực rỡ, sáng lạng, nhiều người được nắm quyền hành trong tay, người đi xa lập nghiệp cũng hứa hẹn được đón nhận nhiều tin mừng. Tuy nhiên, năm Thìn vẫn có hạn phá tài nhỏ, cũng chớ nên chi tiêu phung phí hoặc nghe theo lời dụ dỗ của kẻ không đáng tin. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Tỵ. Trong năm, những người thường xuyên di chuyển hoặc người đi xa lập nghiệp sẽ gặp được nhiều may mắn, thách thức trở thành cơ hội để bản mệnh khẳng định bản thân. Chuyện hợp tác đầu tư diễn ra thuận lợi, có thể tìm gặp được đối tác ăn ý khiến tiền đổ về túi ổn định. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Ngọ
Dù có gặp phải bất chắc trong năm, nhưng thường được các tinh tương trợ, mọi việc đều có thể được tháo gỡ. Năm này tài vận hanh thông, nhiều kế hoạch trước đó của bản mệnh đem tới kết quả tích cực. Hãy hài lòng với những gì mình đang có thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Mùi. Nhìn chung là thuận lợi trong năm Mùi, bản mệnh có thể tự tạo ra cơ hội cho mình. Hãy tập trung vào sự nghiệp, nói ít làm nhiều. Tuy nhiên, năm này không thích hợp đi xa, không nên nhảy việc, nên chú ý hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Thân cho thấy rằng năm Thân họa khẩu thiệt thị phi phát sinh, cần hành sự thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Người làm ăn kinh doanh cũng dễ gặp phải bất chắc cản trở. May mắn đến cuối năm hung vận giảm bớt, sẽ dẫn thu về lợi nhuận nhất định. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Dậu. Nhiều biến động sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bản mệnh. Trong năm này cần phải thận trọng khi hành sự, nếu không rất dễ phá tài, rồi công sức bỏ ra không thu được thành quả tương xứng. Tuy nhiên, cứ theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Hãy chú ý mở rộng mối quan hệ thì ắt kết giao được với quý nhân. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Tuất. Tuổi Tân Hợi khó nắm bắt được các cơ hội trong năm này. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ, cố gắng suốt cả một năm thì vẫn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Không nên ngại khó khăn, vất vả, hãy coi đó là cơ hội rèn luyện bản thân. Đồng thời có thể trong quá trình đó, bản mệnh sẽ lọt vào mắt xanh của quý nhân. Tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Hợi. Trong năm, bản mệnh cần chú ý đến sự kết giao bạn bè. Nếu không, dễ tin lầm kẻ xấu, sự nghiệp lên xuống bất ổn, hành sự khó khăn, bản mệnh cần phải thực sự kiên trì, hạn chế mâu thuẫn với người khác, tài vận cũng bất lợi, cần hạn chế đầu tư, tốt nhất là tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.